Xin chào, không thấy bạn ở đó. Tại cái màn hình Samsung Galaxy S22 Ultra của tôi quá to. Nếu bạn cũng muốn mua một con S22 Ultra giống tôi, hãy đến ngay Samsung Premium Store Center, một hệ thống cửa hàng bán điện thoại cao cấp nhưng đặt tiền hơi dài vì có tận 2 chữ Sam đánh giá thừa Sam trên Trung. Đây là một hệ thống các cửa hàng ủy quyền cao cấp theo tiêu chuẩn Samsung Premium Store toàn cầu, được chính Samsung đầu tư để chuyên kinh doanh các sản phẩm của Samsung với trải nghiệm vượt trội và những ưu đãi cực chất. Tự tin là điện thoại Samsung gì bạn muốn cũng có. Hãy đến ngay một trong những địa điểm này để có trải nghiệm sung sướng từ A đến Z khi mua điện thoại. Chào các bạn, tôi là Morgan nhưng không phải Freeman. Mọi người có thể gọi tôi là Red. Vâng, đen thôi, đỏ là tôi. Vì sao lại gọi như vậy? Vì cuộc đời tôi không khác gì một ván bài đỏ đen. Tính ra tôi cũng đã ở tù được mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà sau 5 lần 7 lượt cân nhắc ân xá, tôi đều bị từ chối vì lý do là chưa cải tạo tốt. Cho đến một ngày nọ, một người đã tới và giải cứu cuộc đời đầy nham nhở của tôi. Tên anh ta là Andy Dufresne. Nhờ của Andy, cuộc sống của những tù nhân ở Shawshank đã thay đổi 180 độ. Vì anh ta đem tới cho chúng tôi một thứ chưa từng xuất hiện trong cái nhà tù lạnh lẽo này. Đó là hy vọng. Tôi ước anh ta có thể đem một chút điều kỳ diệu sáng nữa, nhưng mà thế thì thành điều kỳ diệu trong phòng giam số 7 mất. Mà đây là phim Mỹ chứ không phải phim Hàn. Andy là một chàng trai có số phận kỳ lạ nhất mà tôi từng biết. Anh ta thực ra là phó giám đốc của một ngân hàng nổi tiếng, trung đoàn trưởng đại đội trung tình trung thủy, nhưng mà phó thì là chó của trưởng. Số phận đã đưa cậu ta giết vợ và thằng tình nhân đốn mặt trong lúc chúng đang mải mây mưa. Mặc dù là luôn mồm tuyên bố mình vô tội, nhưng mọi bằng chứng thu được tại hiện trường đều chống lại những lời nói của Andy. Thời này thì chưa có Conan hay là Sherlock Holmes để cứu cậu, và số phận đưa đẩy Andy tới nhà tù Shawshank. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Andy là trông cậu như một thằng lãng tử yếu sinh lý. Chính vì thế tôi đã cá hai bao thuốc với mấy ông bạn tù rằng Andy sẽ khóc nức nở trong đêm đầu tiên. Và quả đúng như tôi dự đoán, nước mắt đã rơi. Nhưng mà đéo phải của Andy, mà là một thằng già trắng mập đít. Tiếng khóc này cũng chính là những âm thanh cuối cùng được phát ra trong cái cổ họng đầy mỡ của hắn. Cai ngục ở Shawshank không hề biết tới khái niệm nhân từ. Ồn ào khóc lóc là bị đập thành đội ngũ của SBTC hết, tức là thiếu khả năng giao tiếp. Thanh niên kia bị đập chết bất đắc kỳ tử. Ai cũng bàng hoàng và câm nín. Có mỗi Andy là rất kỳ lạ, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Nhưng mà ai cũng câm nín thì phát ra tiếng động gì? Cứ thế thanh niên này sinh hoạt một cách rất lầm lì, chẳng giao tiếp với ai, và cũng chẳng có ý định kết bạn với ai. Mãi cho đến một ngày, cuối cùng chiếc mỏ sinh cũng mở lời, và tất nhiên là nói chuyện với tôi. Nếu các bạn chưa biết thì tôi là Doraemon trong cái nhà tù này. Trừ gái gú và những đồ cồng kềnh thì bất kể bạn muốn cái gì, tôi cũng lấy cho bạn được. Andy nói muốn một cái cuốc chim. Ok, đơn giản, 875 vàng. Nhưng mà thằng ấy cần búa để làm gì trong cái nhà tù này nhỉ? Phật gục à? Nè. Trong thanh niên này không có tướng Michael Scofield lắm. Và thế là ngày hôm sau, tôi đã nhờ đường dây của mình trong tù tuồn vào cho Andy một chiếc cuốc chim đúng như ý muốn. Và tôi không biết thanh niên này dùng nó để làm gì. Và bây giờ những ngày sóng gió của Andy bắt đầu. Chuyện là trong tù có ông đại ca BD này thích Andy. Hắn ta ngỏ ý muốn Andy quỳ xuống bún cua nhưng mà không thành. Và thế là từ đó, ngày nào Andy cũng bị tên đại ca cùng đồng bọn hội đồng tổng gốc. Rất tiếc là đây không phải là một câu chuyện cổ tích nên chẳng có phép bầu nào cứu được Andy cả. Cậu ta cứ bị đút đít như trẻ con tắc ỉa suốt một thời gian dài. Tôi cứ tưởng là điều đó sẽ dần giết chết thanh niên này, nhưng mà không. Vào mùa hè năm 1949, cán cân quyền lực đã đổi chiều. Chuyện là vào mỗi mùa hè, một nhóm nhỏ tù nhân sẽ được chọn để đi lao động công ích ở ngoài nhà tù. Và tất nhiên việc lựa chọn này được tổ chức như một buổi bốc thăm ngẫu nhiên. Nhưng mà hey, tôi đã vào tù 20 năm, chỉ tốn vài bao thuốc lá và một chút nước bọt để cơ cấu kết quả cho anh em. Lần này tôi ưu tiên thêm cả Andy đi cùng nữa cho vui. Tất nhiên là đám cai ngục sẽ đi theo để giám sát công việc. Nói là giám sát nhưng mà toàn đứng buôn chuyện với nhau. Hôm đó chúng tôi nghe được chuyện của tên cai ngục tên là Hadley. Hắn có một nguồn tiền thừa kế 35.000 đô, nhưng cái đầu đần độn của hắn thì chưa biết làm cách nào để trốn thuế. Tôi thì chỉ biết chơi trốn tìm, nhưng mà Andy gan to bước hẳn tới chỗ của Hadley và lên tiếng muốn giúp hắn ta rửa tiền. Đổi lại thì Andy muốn hắn phải khao bọn tôi một chầu bia hơi Hà Nội. Và như một phép màu, chuyện này xảy ra thực sự. Với kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề tài chính, Andy đã thi triển một vài mánh khóe giúp Hadley giữ được tiền. Và chúng tôi được hưởng sái nguyên một chầu bia hơi giữa tiết trời mùa hè nóng nực. Tất cả là nhờ Andy. Thế mà thằng nhện này chả uống ngụm nào, chỉ ngồi đấy cười cười trông đần vãi. Sau vụ đó thì Andy bắt đầu thân với chúng tôi hơn. Và hơn hết, như tôi đã nói, quyền lực đã đổi chiều. Tên đại ca chuyên bắt nạt và đánh đập Andy đã bị cai ngục trưởng đánh cho rụt hết cả chim cò vào. Và đó cũng là lần cuối hắn được đi lại bằng đôi chân của mình. Thời thế đổi thay, Andy này đã có quý nhân phù trợ, ra đường có thể tự tin ngẩng cao đầu. Để ăn mừng, chúng tôi quyết định tặng Andy một tấm poster hình Rita Hayworth. Ngày hôm sau, giám đốc nhà tù bất ngờ tới để lục soát. Đây là một chuyện xảy ra khá là thường xuyên nhằm đảm bảo rằng không một tù nhân nào có ý định vượt ngục. Và người được chọn lần này là Andy. Tôi không rõ cậu ta giấu chiếc cuốc chim ở đâu, nhưng ngày hôm đó cai ngục không tìm được cái gì cả. Ngoài mấy cái poster gái gú, dẫm mai con cờ vua làm bằng đá và một quyển kinh thánh, giám đốc nhà tù, ông Norton vốn là một kẻ sùng đạo, tôn thờ Chúa và thuộc dăm dắp tất cả những gì được ghi chép trong kinh thánh. Vì vậy, ông cũng tỏ ra rất hài lòng khi Andy là bậc con chiên ngoan đạo. Lục soát xong xuôi, Andy bình an vô sự. Thực ra cái việc lục soát phòng giam cũng chỉ là một lý do. Norton thực chất muốn xem Andy là người như thế nào, để bổ nhiệm cậu ta vào một công việc khác, tri thức và đỡ lãng phí tài năng hơn.
Vậy là sau đó Andy được điều động xuống thư viện nhà tù, làm trợ lý cho Brooks, một ông già đã ở tù ngót nghét 50 năm. Nói là thư viện cho sang mõm, trước đây cũng chỉ là một cái nhà kho để sách thôi. Nói chung là danh tiếng của Andy trong nhà tù ngày một lớn hơn. Nói chung là sau vụ thừa kế thành công cho đội trưởng Hadley, lần lượt nhiều cán bộ khác cũng tìm tới Andy để nhờ anh ta tư vấn về các vấn đề tài chính. Tất nhiên rồi, nhờ vả hẳn là một phó giám đốc ngân hàng mà không tốn một đồng nào thì lại quá là sờ tong. Và cứ như thế, Andy trở thành một KOL trong nhà tù, bắt đầu có một tầm ảnh hưởng và tiếng nói nhất định. Nhân cơ hội này, bọn tôi bày kế cho Andy, yêu cầu nhà tù bổ sung thêm ít cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sống cho các tù nhân Shawshank. Cũng chẳng muốn gì nhiều, có vài dàn PC tốt tí để đào coi, xong rồi vài chiếc máy lọc không khí nữa thì càng tốt. Cơ mà vấn đề là kinh phí nhà tù thì có hạn, nếu muốn nâng cấp thì phải có thêm nguồn hỗ trợ của chính phủ hoặc xã hội. Chính vì thế Andy đã nảy ra một ý là spam mỗi tuần một lá thư gửi lên thượng nghị viện, đến khi nào họ trả lời thì thôi. Tài năng của Andy không chỉ dừng lại ở đó, cậu ta còn chịu trách nhiệm làm tờ khai thuế cho toàn bộ lính gác ở Shawshank, thậm chí cả cho Norton, giám đốc nhà tù. Công việc của Andy ngày càng bận rộn, vì thế cậu ta cần thêm một người trợ lý, và đoán xem ai là bạn thân của Andy now bitch. Nhưng cái may thì cũng đi kèm với cái rủi, tin buồn bay tới người khác, và lần này là lão già Brooks. Ông vừa nhận được quyết định ân xá. Đây là tin buồn vì thực ra Brooks chưa bao giờ muốn ra khỏi tù, cả cuộc đời lão đã gắn bó với cái nhà tù chết tiệt này. Tại Shawshank thì lão là một người quản lý thư viện, được người người quý trọng. Ra ngoài xã hội thì Brooks chỉ còn là một lão già từng vào tù ra tội, cô đơn không người thân hay gia đình, bị tụt hậu với thế giới tận 50 năm. Một nửa thế kỷ lại quá đủ để biến một con người tiến hóa ngược về thời tối cổ. Brooks cảm thấy bế tắc và lạc lõng trong chính cuộc sống tự do của mình. Không ít lần có ý định mua súng rồi cướp ngân hàng để được vào tù một lần nữa, nhưng ông không làm thế mà lại chọn tự tử. Câu chuyện này làm tôi và Andy cảm thấy thật nuối tiếc. Đáng lẽ ra Brooks nên chết trong tù, như thế sẽ hạnh phúc hơn. Quay lại câu chuyện chính, cuối cùng thì sau 6 năm, thượng viện cũng chịu phản hồi những bức thư của Andy, đồng ý hỗ trợ thêm cho nhà tù $200 để xây thư viện. Số tiền tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Andy phải vội vàng gửi thêm thư tới thượng viện. Lần này cậu ta gửi với tần suất 2 lá thư một tuần để đòi thêm tiền xây một thư viện thật lớn. Nhưng mà thanh niên lại hơi được voi đòi hai bà trưng. Có một lần Andy chơi dại, ngồi trong phòng giám đốc khóa kín cửa, mở nhạc cho toàn bộ nhà tù nghe. Hành động to gan này đã giúp cậu ta nhận án phạt 2 tuần trong ngục tối. Thế nhưng Andy vẫn rất vui, vì cậu cho rằng âm nhạc chảy trong người là thứ tự do mà không ai có thể tước đoạt. Không những thế, nó còn là hy vọng, thứ giúp chúng ta không quên mất bản ngã của mình và cuộc sống ngoài kia. Vài ngày sau, Andy có tặng tôi một chiếc kèn harmonica, một thứ nhạc cụ tôi từng chơi trước khi đi tù. Andy bảo tôi hãy tập chơi lại harmonica, và đúng như những gì cậu ta nói, khoảnh khắc tôi đặt mông lên chiếc harmonica, tôi chợt nhớ ra bản thân mình trước kia là ai và thế giới ngoài kia đẹp tới nhường nào. Anyway, vào năm 1959, cuối cùng thượng viện cũng chịu gửi thêm tiền sau quá nhiều bức thư xin viện trợ của Andy. Lần này thì số tiền đã đủ để chúng tôi xây một thư viện mang tên Brooks, nơi đọc sách cũng bắt đầu khang trang hơn, và thậm chí còn có cả dịch MP3. Trong thời gian này, Andy còn phụ trách thêm một công việc là làm sổ sách cho Norton, giúp lão rửa sạch những khoản tiền bẩn, ví dụ như đút lót, ăn chặn, bằng cách tạo ra một người không hề có thật tên là Randall Stephen, đứng tên cho toàn bộ những tài khoản ngân hàng nhận tiền hối lộ. Nhân dạng này có đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh, bằng lái xe như một người bình thường. Nhưng mà đây chỉ là một nhân vật hư cấu được Andy dựng lên trên giấy tờ. Tôi nghe thì không hiểu gì lắm vì tôi ngu, nhưng mà Andy có vẻ là một điều gì đó cực kỳ thông minh. Tiếp theo vào năm 1965, trong một đợt kết nạp tù viên, chúng tôi được gặp một thanh niên trẻ tuổi tên là Tommy Williams, vào tù 2 năm vì tội không làm mà muốn có ăn. Thằng danh con này thích hip hop nên lúc nào cũng cần cần và có vẻ ngạo mạn. Nghe nó đi tù còn nhiều hơn là đi chợ, và tất nhiên là bọn tôi rất quý nó. Một lần nọ, thằng bé đến nhờ Andy dạy học, bảo là muốn thi để lấy cái bằng cấp 3. Cơ mà khổ nỗi cu cậu còn chưa biết đọc nên là Andy phải dạy nó lại từ ABC. Cũng may là Tommy không óc chó lắm, chỉ vài ngày chăm chỉ đã giải được bài tập của bọn lớp 1. Tuy cần cù và khá kiên trì, nhưng mà cậu vẫn bị làm khó bởi mấy bài test đơn giản. Điều này khiến Tommy vô cùng tức tối, không phải là vì không làm được bài, mà là vì biết mình đã làm phụ lòng Andy quá nhiều. Có một lần nó đến hỏi chuyện tôi về Andy, rằng sao một người tuyệt vời như thế lại ở cái chốn này. Tôi kể cho Tommy về vụ thảm sát, khiến thằng cu chột dạ như thể đã nghe câu chuyện này ở đâu đó, và chân tướng vụ thảm sát bắt đầu hé lộ. Cách đây khoảng 4 năm, Tommy từng đi tù và ở chung phòng với một kẻ tên là Elmo, một kẻ sát nhân bệnh hoạn, luôn thao thao bất tuyệt về những vụ giết người mình từng làm. Một lần nọ, hắn kể cho Tommy về một vụ nghe y hệt những gì đã xảy ra với Andy. Sang trong một lần bám theo một tên nhà giàu, Elmo phát hiện ra gã đang âu yếm với một người đàn bà đã có chồng, nên đã giết cả hai. Cơ mà cơ quan điều tra lại tới tội Andy. Khoan, thế có nghĩa là Andy đã bị oan suốt hơn 20 năm qua, chứ còn gì nữa. Ngay lập tức Andy chạy đi tìm Norton, nhờ ông tìm giúp thanh niên tên là Elmo kia để hắn đứng ra làm chứng, giúp Andy thoát khỏi án chung thân. Nhưng Norton không tin,
hay nói trắng ra là Deck muốn tin vì Andy đang kiếm về cho hắn ta bộn tiền. Cái đờ mờ sao ngu như này lại được làm sếp nhỉ? Đó là nguyên văn câu chửi của Andy vào thằng mặt Norton, và cái giá của nó là một tháng biệt giam. Không những thế, Norton còn thẳng tay thủ tiêu Tommy để bịt đầu mối, không cho Andy bất cứ một cơ hội nào để thoát khỏi nhà tù cho tranh. À mà tôi quên nói với bạn, mức án của Andy là 2 án tù chung thân. Khoảng 1 tháng sau, khi Andy được thả, tôi mới có dịp nói chuyện với cậu. Tính ra đến nay là Andy đã đón 20 cái Tết trong tù, một khoảng thời gian quá dài với một tù nhân oan ức. Và có vẻ như án tù sai này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Andy. Trong mắt cậu rực lên khát khao tự do. Cậu bảo tôi là sau khi được mãn hạn tù, hãy cùng cậu tôi sống ở một nơi khác, làm lại cuộc đời. Lúc đó tôi tưởng chỉ là một câu nói đùa, nhưng không, thanh niên có một kế hoạch điên rồ mà tôi chưa từng biết. Đêm cái ngày định mệnh đó, Andy vẫn làm việc ở văn phòng của Norton như mọi khi. Công việc như thường lệ là chăm lo sổ sách và sau đó mang đồ của lão đi giặt, đôi khi là cả đánh giày hộ lão. Sau đó cậu ta được đưa về nhà giam như mọi ngày. Tuy nhiên lần này ánh mắt của Andy có gì rất khác, trông giống một người sắp tự tử. Cả hôm đó tôi trằn trọc vì sợ Andy sẽ làm gì đó dại dột, nhưng mọi chuyện còn đi xa hơn cả show bin Hoàng Sơn. Sáng hôm sau mọi người dậy điểm danh như thường lệ, nhưng Andy đã như tuổi trẻ của tôi biến mất. Vì là bạn thân nên tôi bị tra hỏi, nhưng mà tôi có biết cái gì đâu. Thế là lão quản ngục đổ điên, cầm mấy viên đá ném tứ tung, ném luôn thủng một lỗ trên cái poster. Lúc này chúng tôi mới ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Hóa ra đằng sau cái poster là một đường hầm. Cảnh sát nháo nhào đi tìm Andy, nhưng không có một tung tích nào. Ngoài chiếc cúc chim 875 tiền và chiếc áo tù lấm lem cậu ta bỏ lại, thì ra Andy đã kiên trì suốt 20 năm trời ròng rã, đào đường hầm bằng một chiếc cúc chim bé nhỏ và che giấu nó suốt một thời gian dài bằng những tấm poster. Những mảnh tường vụn trong quá trình đào đều được đem ra thả ở sân một cách trầm lặng và vô cùng kín đáo. Vào cái đêm định mệnh đó, Andy trở về từ văn phòng của Norton với đôi giày của hắn, điều mà tôi đã không hề chú ý tới. Vì chả có ai thường xuyên nhìn vào giày của người khác, trừ mấy thằng rapper. Sau khi gói ghém những đồ đạc cần thiết, Andy buộc nó vào chân rồi bắt đầu hành trình tẩu thoát, tranh thủ tiếng ồn của sấm sét. Cậu đập vỡ ống xả chất thải, rồi chui vào trong cái cống với tổng chiều dài 500m, bò qua một đống cứt hôi thối, nhưng chắc đống này còn dễ chịu hơn những chuyện cứt bò nhảm nhí cậu phải chịu đựng trong tù. Và cứ như vậy, Andy outplay cả một hệ thống nhà tù. Và giờ cậu đường đường chính chính sống trong nhân dạng của một người tên là Randall Stephen. Toàn bộ số tiền bẩn Andy từng giúp Norton có được nay trở lại với cậu, sạch sẽ hơn bao giờ hết. Không những vậy, Andy còn có bước đi cao tay, ghi hết tất cả những bằng chứng phạm tội, ăn hối lộ của Norton cho báo chí, không quên để lại cho lão một món quà. Bấy lâu nay, Andy vẫn luôn giấu chiếc cúc chim của mình trong quyển kinh thánh, thứ mà Norton luôn luôn tôn sùng. Cảnh sát lúc này bắt đầu kéo đến. Norton không muốn vào tù để rồi bị thông đít nên đã tự tử. Có lẽ lão cảm thấy quá nhục nhã khi bị một thằng oắt con chơi khăm suốt nhiều năm. Không lâu sau đó, tôi lại một lần nữa được xem xét ân xá. Nhưng mà thực sự thì I don't give a shit, nên là tôi chửi luôn mấy thằng trong ban ân xá. Thả thì thả, đéo thả thì thôi, đừng có gieo hy vọng cho bố mày tôi dập tắt như lần trước nữa. Ô thằng rành con. Hô, chửi thế mà lại có tác dụng. Tôi được ân xá sau gần 50 năm cống hiến cho Shawshank. Ra tù thì tôi cũng giống như một Brooks, được sắp xếp một chỗ ở, một công việc nhàm chán tại siêu thị. Mọi thứ khiến tôi tự hỏi bản thân đang sống với cái quái gì vậy, hay là cũng tự tử như Brooks cho nhanh. Nhưng lúc này tôi chợt nhớ ra mình có một lời hứa với Andy, và thế là tôi lên đường, đi tới một địa điểm mà Andy từng nói tôi phải tới sau khi ra tù. Quả thật cậu đã để sẵn ở đây một chiếc hộp, bên trong là một số tiền lớn kèm một bức thư dài, nói rằng cậu ta đang ở một bờ biển tại Mexico và đang chờ tôi tới để làm lại cuộc đời. Và đó là hành trình của hai tên tù nhân chịu án chung thân mà tôi muốn kể cho bạn nghe. Và đó chính là bộ phim top 1 thế giới. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe cho The Reviewer. Tôi là Vui Vẻ, hẹn gặp lại trong lần sau.